Có nhiều người bạn hỏi tôi đạo ông giáo, bây giờ tôi lấy họ thiên có được không? Sao không được? Thêm tốt chứ đâu gì, một người có một chục tên cũng được mà. Người có nhiều người tôi đạo Phật, bây giờ tôi lấy tôi là Diệu Tâm, giờ tôi lấy họ thiên được không? Thì giờ nếu mình thích thì mình lấy cái tên chính của mình, nếu không thì mình lấy là Thiên Tâm cũng được. Miễn giờ thêm tên tốt, một người có một chục tên đâu sao đâu. Passport, nhiều passport tốt thôi, đâu có gì đâu. Đó, chị nói như vậy. Thì hai chuyện quan trọng. Đeo dấu này để cho nó tránh cái nạn. Tại cái sàng lọc này nó ghê lắm. Mình đâu có biết đâu. Mình không chết COVID. Mà hôm nay đâu có biết mình chết vì lạc đạn. Hay là mình chết vì hàng xóm của mình, mấy hàng xóm nó đói, thì cầm mã tấu vào nhà mình đâu biết được. Đủ kiểu chết hết. Hoặc là khi mà loạn lạc, người nào có xe mà không có xăng cũng chết. Rồi con cái hay những người đang, nhất là những người đang bị bệnh á, hoặc là những người bị tiểu đường hay bị cholesterol cao máu, không thuốc cũng chết đó nghe, cái gì cũng phải chuẩn bị. Rồi cướp, nạn cướp đó. Thì nên đeo cái này, đó là việc khuyên, kia không phải là giảng đạo của gì, việc là truyền tin chứ không phải là truyền đạo, nhưng mà chỉ nhắc nhở thôi. Hôm nay này việc nhắc nhở, chuyện gì đến thì cũng đã đến, mua lương thực dự trữ thêm đâu sao đâu, đâu có mắc gì đâu, đâu có gì đâu mắc cỡ. Mình quê với Thượng Đế là cha của mình làm gì mình phải mắc cỡ. Khi nào mình bị ma, con cháu của ma quỷ nó gạt lâu nay rồi, hôm nay mình chánh kiến mình biết cái đó là trò ma mị của thế gian, thì mình quay về với cha mẹ mình, cái đó là điều rất là tốt. Cha thương mẹ thương chứ đâu có gì đâu mắc cỡ. Những thầy những tăng lâu nay cứ cứ nghe theo sư phụ mình, rồi sư phụ mình tịch nghe kinh điển thì bị thần tú thay đổi, thì hôm nay mình biết được là mình cũng vẫn tu đại thừa, mình cũng vẫn đọc Tam Đại Tạng Kinh, rồi mình biết thêm Thượng Đế đâu có sao. Chứ đâu có giống như những Phật tử ở ngay cái vùng của Thiên Long Sơn này, thấy kiệt còn hơn là thấy quỷ. Mình khi mình nói lời thật, tại mấy nghìn năm, mấy trăm năm kinh điển Phật giáo bị sai lạc, hôm nay kiệt nói lại những cái gì sự thật và đúng thì họ không tin. Thì kiệt là vừa ở vùng này bị Phật tử chửi nhiều nhất đó, quý vị có biết không? Họ không có biết cha biết mẹ là ai hết, họ cứ nói Kiệt là đồ khùng đồ xàm mê tín gì đó, trong khi ngày hôm qua có clip Kiệt nói là 15 triệu rồi đó, đổ tiền vô để mà xây cái chùa cho họ tu, mà cuối cùng họ không có cảm ơn mà còn chửi. Tại đến giờ chót Kiệt xây cái Thiên Long Sơn thì nó lại khác hơn cái ý tưởng của mấy thầy, mà nhất là mấy thầy ở bên kia gửi qua nữa thì càng quá khác. Thế giới Phật nói nhiều vòng vòng, hôm nay mình chủ yếu nói về cái chiến tranh thứ ba đang bùng nổ và sắp sửa xảy ra, và có thể nha, có thể nó sẽ ra lan rộng ra tới Á Châu, nhưng mà chủ yếu chính vẫn là cái thề tennis bữa nay chính thức khởi động là chìm. Thề tennis là mình vừa nói lâu nay á, là tất cả những cái ác trên thế gian, những cái của ma quỷ nó đặt xuống trái đất này sẽ đi vào quá khứ để trả lại cái trái đất này một thời thanh bình cho những nghìn năm về sau, mấy nghìn năm về sau, thời Phật Di Lặc. Thời đó con người không còn hung dữ nữa, không còn hơn thua. Cái này dành nhau có một chút đất ở Biển Đông, Tập Cận Bình dành có cái đảo, vậy mà đánh nhau quá trời, tốn cả hàng nghìn nghìn tỷ. Những thập kỷ về sau, những năm về sau sẽ không còn nữa.